để mở một tuyến đường vào làng thanh niên lập nghiệp tại xã Túc Đán, huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái. Hơn 1.000 đoàn viên thanh niên của tỉnh đã đang hăng say lao động trên công trường. Con đường khi hoàn thành sẽ tạo điều kiện hình thành làng thanh niên lập nghiệp kiểu mẫu và thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của các bản làng vùng cao khác. Việc mở mới tuyến đường là bước đầu để tỉnh đoàn Yên Bái thực hiện dự án xây dựng làng thanh niên lập nghiệp tại xã Túc Đán, huyện Trạm Tấu. Tuyến đường hoàn thành còn giúp người dân hai thôn Tà Chử và Háng Tấu, xã Túc Đán có đường đi lại. Đây là hai thôn có hơn 300 hộ đồng bào dân tộc Mông sinh sống, điều kiện kinh tế còn rất nhiều khó khăn với trên 95% hộ nghèo. Hiện nay việc đi lại, trao đổi mua bán cũng như phát triển sản xuất của bà con nơi đây rất vất vả vì chưa có đường. Hôm nay đến mở đường, tôi và đoàn viên thanh niên cảm thấy rất là phấn khởi, hào hứng. Với nhiệt huyết của đoàn viên thanh niên, chúng tôi muốn góp một phần công sức nhỏ bé của mình để góp vào công cuộc mở đường, góp cho bà con nhân dân đi lại bớt khó khăn. Công trình mở đường vào làng thanh niên lập nghiệp có tổng chiều dài tuyến hơn 4,5 km, bề rộng đường 3,5 m, có rãnh hai bên, khối lượng đào đắp trên 25.000 mét khối đất với tổng giá trị gần 9,5 tỷ đồng sẽ hoàn thành vào ngày mai, 12 tháng 12.